Quay gì em ơi? Sao không chán thế anh? Giờ Covid nghỉ vậy thì không biết làm gì đâu. Chán không đi quay hát có người lạ nghe thôi. Các bạn yêu cầu nhiều quá. Giờ đường có ai đâu, nhìn nữa. Đóng tay ừ, thì mình không hát trực tiếp được thì mình gọi điện mình hát. Hát tặng các bạn. Gọi điện à? Ừ. Có vẻ hay nhỉ, nhưng mà gọi số nào nhỉ? Gọi ai rồi? Thế bây giờ mình cứ chọn tạo một bạn đi. Người lạ đi, gọi đi phản ứng người ta thế nào. Hay anh cấn ấn ấn bừa số ra. Cũng được. Ngẫu nhiên số xong rồi hát xong người ta thời gian thế nào. Ok, để chuyển nhá. Được đấy. Nha. Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Hello. Mình anh bên tháng năm âm thầm đôi tay, mình anh bên chắc chưa một lời nói, mình anh với trăng vương bên cạnh nhớ ai tương tóc mềm để thấy không gian dài dòng thế, mình anh mới em dù anh bảo mà sớm vỡ có ai để dù mai đây anh yêu em, mình anh với riêng anh trong đời Việt Nam trên cao về vậy thời gian. Hello bạn. Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Alo. Xin mang nỗi nhớ tôi đi này tình này thôi vắng vắng. Thôi những dòng ký ức thân quen, ai hãy có đến đi. Xin mang hạnh phúc tôi đi để tình này thôi trong lòng. Thôi những dòng cảm xúc đến ngày mong. Alo anh ơi. Hello, chào bạn. Bạn ơi, xin lỗi mình làm phiền bạn nha, vì hiện tại mình đang làm cái hay là mình đang làm cái trên mạng ạ. Dạ, em biết mà. À thế ạ. Hát tặng em bài cũng được ạ. Vâng, mình cảm ơn bài hát rồi tặng cho bạn đây ạ. Mình đang làm cái clip hát gọi số lạ bất kỳ và xem phản ứng của các bạn sẽ như thế nào. Cảm ơn bạn đã nhận ra mình nha. Dạ. Vâng ạ, và đây hiện tại đang Covid như thế này, mình ở nhà thì chúc bạn với gia đình mạnh khỏe nhá. Và sẽ có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Và nhớ xem cái clip của mình sắp tới nhá. Có thể ra vào tối mai hoặc tối ngày kia. À, tối mai hả anh? À, tối mai nha bạn. Vâng, cảm ơn bạn. À, bạn tên là gì nhỉ? Em tên My ạ. My à? Anh tên Tài nhá. Vâng, em biết anh mà. Dạ. Anh cảm ơn. Chúc My với gia đình sức khỏe nhá. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Không ai nghe nhỉ? Alo. Người ơi, em có biết anh đã yêu em rất nhiều. Hello, chào bạn. Ồ, đi về có anh ta đúng không? bạn nhận ra mình ạ? Ồ, đi về, em xin anh vẽ rồi, anh vẽ rồi, anh vẽ rồi, anh vẽ rồi, anh vẽ rồi.
đúng rồi. Không ngờ bạn này nhận ra giọng mình. Ô mà sao anh có số em ạ? Hiện tại mình đang làm cái clip mà chọn số điện thoại ngẫu nhiên đấy ạ. Thì hát và hát tặng xem phản ứng của mọi người thế nào. Thì không ngờ lại vào đúng bạn biết mình. Cảm ơn bạn nhá. Bạn tên là gì bạn nhỉ? Tên là Hiếu anh ạ. Hiếu à? Mình tên là Tài nhá. Cảm ơn bạn. Tên chúc bạn hiện tại đang mùa Covid thì chúc bạn với Hiếu với lại gia đình mạnh khỏe nhá. Vâng. Cảm ơn bạn và nhớ theo dõi kênh của mình nhá. Vâng. Ngày mai nhá, clip sẽ vào ngày mai. Vâng, mai em sẽ xem anh ạ. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn anh. Chào Hiếu nhá. Vâng. Alo. 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 Mưa vừa ghé qua dần, mưa vừa ôm em đây. Gió biêu dù tìm tóc em và tìm bờ môi phai. Đèn với sao giận cơn mưa, mong cho lòng ấm lại. Giận nụ hôn từ gió. Mây xa mong cho lòng ấm lại để còn yêu gió bay để còn say tình tranh vây. Alo. Alo chào bạn ạ. Bạn ơi, mình có làm phiền bạn quá không ạ? Vì hiện tại mình đang làm cái clip mà chọn một số điện thoại ngẫu nhiên ấy ạ, thì hát cho người lạ nghe thì xem phản ứng họ thế nào ấy. Vâng, em cũng đang phải anh ạ. Vâng, cảm ơn bạn nhá. Vâng, anh hát tôi bài nhá. Bạn ơi, anh hát thêm bài nữa được không? Bài nữa? Vâng. Ok, thế mình tặng thêm bạn bài nữa nhá. Yeah. Ok, xem bài gì nhỉ? Một đêm say nhá. Ok ạ. Ok. Khi đôi môi còn đỏ mộng, vâng, mình cảm ơn. Cho mình biết tên bạn đâu nhỉ? Em tên là Hải ạ. Hải à? Anh tên là Tài nhá. Vâng. Em có thể xem lại cái clip này ở trên YouTube nhá, Mai Tài Official. Dạ vâng ạ. Tối mai nha em. Dạ vâng, ok anh. Vâng, hiện tại thì đang có dịch Covid vậy thì chúc bạn gia đình, chúc Hải với lại gia đình mạnh khỏe nhá. Dạ vâng. Gia đình mà em thì đang hiện tại đang ở trong khu cách ly. What? Nhưng mà sẽ nhanh được ra khỏi đây ạ. Bạn với gia đình đang trong khu cách ly ạ? À? Really nigga? Dạ vâng ạ. À thế ạ, thế đã ở đấy bao nhiêu hôm rồi ạ? Đến hôm nay là hôm thứ ba rồi ạ. Thứ ba ạ, thế ạ. Vậy dạ vâng. chúc bạn với gia đình sớm mạnh khỏe nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, chào Hải nhá. Dạ vâng, em chào anh. Vâng, chào em. Tiền còn lại trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Oh, no. Cảm ơn quý khách đã gọi đến mạng Mobifone. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Em dạ alo ạ. Alo. Alo, em nghe đi ạ. Này, không nghe rồi. Alo. Ai vậy? Giving all the letters that I wrote to you.
bạn. Chào bạn. À, anh có phải trên YouTube không? À, mình đang làm cái số là gọi điện thoại cho người lạ để hát cho các bạn nghe, để xem phản ứng các bạn thế nào. Không ngờ là bạn biết mình. Cảm ơn bạn nha. À, mình cũng hay xem YouTube của bạn hát trên thang máy rồi đó. À, vâng, hiện tại là dịch Covid nên là mình không ra ngoài làm được, nên là mình quyết định là gọi điện thoại và hát cho người lạ nghe. Cảm ơn bạn nhá. Cho mình biết tên bạn không ạ? Bạn tên là gì? À, em tên là Thùy. Thế cảm ơn Thùy nhá. Cảm ơn Thùy nhiều nhá. Tên em tên chị em quên mất rồi. À, mình tên là Tài bạn ạ. À, đúng rồi. Mình cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn nhá. Vâng, cảm ơn bạn. Bye bye bạn. Vâng, bye bye bạn. Alo. Alo. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu em không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng tim xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Mày coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Alo, chào bạn. Anh gọi em có việc gì đấy ạ? Mình có làm phiền bạn có không ạ? Hiện tại mình đang làm clip mà gọi một số ngẫu nhiên đấy ạ, và hát xem phản ứng người lạ như nào. Có làm phiền bạn không ạ? À, dạ, không, mình đang không làm gì. Cảm ơn bạn nhá. Hiện tại thì vâng, bạn có thể xem lại cái cuộc trò chuyện của mình với bạn ở trên YouTube nha, Mai Tài Official. À, dạ, vâng, okay. Cảm ơn bạn nhá. Chúc bạn gia đình mạnh khỏe nhá. Vâng, cảm ơn bạn. Alo. What the fuck? Đi thôi. Cô đừng kia chút nắng rơi em trong gió, chút mưa vẫn nơi đó có. Sao không mang người kia đến nơi đây? Chiều hòa buông buông nhạt nhòa cơn say, những người nào hay rằng con tim anh mãi mãi luôn chờ mong. Dẫu mưa đã xa nắng đã biết như thế, vẫn không muốn như thế. Màn đêm buông rơi một mình trong bóng tối, lạnh lùng đôi vai nhạt nhòa từ đây biết người đã thay. Em ra đi mang theo một chút nắng, một chút bất ngờ. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút cuối cùng của clip ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy clip này hay, hãy nhớ để lại một like và một subscribe ở trên Mai Thảo Official nha. Và đừng quên, nếu các bạn có ý tưởng gì hay về series tiếp theo của mình, các bạn có thể comment ở bên dưới để mình có thể tham khảo nha. Và hiện tại đang mùa Covid vẫn đang diễn ra khá phức tạp, và có lẽ chúc mọi người và gia đình có một sức khỏe thật là tốt. Và hẹn gặp lại mọi người trong những series tiếp theo. Hello, bye bye.